Theo một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết khoảng thời gian trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 94G1095 và ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát 94A4465 lưu thông cùng chiều trên con đường từ cầu Kim Sơn hướng về phường Nhà Mát thành phố Bạc Đãi Liêu. Khi đến đoạn kinh hở thuộc phường 2 thành phố Bạc Đãi Liêu thì xe ô tô 4 chỗ do một nam bác tài chỉ huy bất thần tông mạnh vào đuôi xe tải. Sau cú tông mạnh này, xe tải lao thanh lịch phía chiều ngược lại. Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Cùng lúc đó, một xe máy mang biển kiểm soát 94G1161 và một xe máy khác mang biển kiểm soát số 94G28265 lưu thông theo chiều ngược lại không tránh kịp nên đã đụng phải với xe tải. Hậu quả làm một người đại trượng phu chỉ huy xe máy mang biển kiểm soát 94G1161 tử vong tại chỗ, một người bị yêu quý được người dân đưa đi cấp cứu giúp tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Đãi Liêu. Rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi vụ tai nạn. Tại hiện trường cho thấy, xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng trĩu phần đầu, phần kính chắn gió phía bên bác tài của ô tô tải bị biến dạng, còn hai chiếc máy bị hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông công an thành phố Bạc Đãi Liêu cùng các đơn vị có liên quan đến hiện trường để khám nghiệm vụ tai nạn. Vụ tai nạn có rất nhiều người dân hiếu kỳ đến theo dõi khiến lực lượng tính năng hết sức vất vả để điều tiết giao thông. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, hiện trường mới được giải tỏa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan tính năng điều tra làm rõ.